tẩy tẩy không chúng ta tẩy không tẩy bạch nó không thấy quài là trong tay mà nó không thấy được trong tay đủ sáu như vậy là có hai quả bóng ở trong sân. Đây là những phút cuối của hiệp 2-1 của FC Tiến và FC Nhà ở Xã Hội. Tỷ số 1-0 này. Tỷ số 1-0 cho FC Hợp Tiến. Toàn hàn vả thế. Bài quá. Đội tuyển Nhà ở Xã Hội được hưởng quả đá mặn. Ai bên chỉ gào. Kiếm ra thôi đi. Kiếm bốn. Phạt trong quả đập đầu hàng rào chắn Hợp Tiến đã làm rất tốt công việc của mình, ngăn chặn từ xa quả đá phạt rồi. Phường Thạch Linh năm 2022 chính đính chính lại là cuối hiệp 2 của trận đấu giữa FC Hợp Tiến và FC Nhà ở Xã Hội nhá, phải là cuối hiệp 1 nhá. Và trận đấu cũng sắp kết thúc. Hai đội sẽ bước vào bảng đá nâng lưu để tìm ra đội nào được vào bán kết. Yeah.